Men vi sinh Tavida là một sản phẩm được sản xuất dựa trên công nghệ tiên tiến và hiện đại của Nhật Bản. Sản phẩm giúp cải thiện tình trạng viêm nang lông, mụn ở lưng, trẻ bị rôm sảy với các tác dụng tích cực. Men vi sinh Tavida được điều chế ở dạng xịt với các thành phần tự nhiên, an toàn sử dụng cho mọi lứa tuổi. Men vi sinh Tavida là sản phẩm gì? Men vi sinh Tavida là sản phẩm chăm sóc da được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản. Trong sản phẩm có chứa hàng nghìn lợi khuẩn trên da giúp ức chế và tiêu diệt các loại vi khuẩn và các tác nhân dị nguyên ở sâu lỗ chân lông. Đồng thời, loại bỏ tận gốc tình trạng viêm nấm và phòng ngừa tình trạng tái phát. Và đây cũng chính là phương pháp điều trị các bệnh lý ngoài da như viêm da, viêm nang lông, viêm lỗ chân lông, nấm da, lan ben, hắc lào, rôm sảy. Như đã nhắc trên, trong sản phẩm men vi sinh Tavida có chứa nhiều lợi khuẩn cho da, đặc biệt là hai lợi khuẩn Bacillus Glossi và Bacillus Sutili. Bên cạnh đó, sản phẩm Tavida còn chứa nhiều thành phần khác vừa đủ một chai như Lactobacillus, Saccharomyces cerevisiae, Streptococcus thermophilus. Mỗi loại thành phần đều mang lại những công dụng nổi bật như Saccharomyces cerevisiae có tác dụng tái tạo và phục hồi da, đồng thời cải thiện độ đàn hồi, màu da, làm sạch các vết viêm da và phục hồi các bệnh ngoài da. Lactobacillus chống nhiễm trùng, kháng viêm, giảm á sừng trên da. Bên cạnh đó, thành phần này có tác dụng ngăn ngừa các thành phần enzyme phá hủy collagen, cải thiện sức khỏe tổng thể. Bacillus Super có tác dụng ức chế các nhóm vi khuẩn gây hại cho da, đặc biệt tham gia vào quá trình phân hủy các nhóm và gốc tế bào tự do gây hại, từ đó loại bỏ các sắc tố tích tụ trên da một cách tự nhiên. Men vi sinh Tavida trị viêm nang lông có tốt không? Viêm nang lông là một trong những bệnh lý ngoài da khá phổ biến do các nang lông bị viêm. Hiện có khá nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng viêm nang lông. Một trong những lý do đó có thể kể đến như lỗ chân lông bị bít tắc, các bã nhờn không thể bài tiết ra ngoài, nhiễm trùng lỗ chân lông hoặc do chế độ chăm sóc da mặt không đúng cách. Tình trạng này thường xuất hiện ở mặt, lưng, ngực, cánh tay, đùi với các nốt nhỏ như mụn, lâu ngày có thể chuyển sang sạm đen và có thể hình thành sẹo gây mất thẩm mỹ nếu không được tiến hành điều trị. Để giảm nhẹ các triệu chứng do bệnh viêm nang lông gây nên hoặc phòng ngừa sự hình thành của các ổ nhiễm, sản phẩm men vi sinh Tavida là một giải pháp hoàn hảo được nhiều người biết đến. Sản phẩm men vi sinh Tavida được sản xuất theo công nghệ sinh học phân tử SL đột phá của Nhật Bản, hoạt động trên cơ chế ức chế, phục hồi và tái tạo da. Trong sản phẩm có chứa các thành phần enzyme giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất nhanh, các dưỡng chất có trong sản phẩm giúp thẩm thấu và cân bằng chức năng của da, từ đó giúp cải thiện tình trạng da bị viêm nhiễm do bị viêm nang lông, đồng thời giúp màu da trở lại sắc thái ban đầu, da luôn chắc khỏe, sáng bóng. Bên cạnh đó, sản phẩm men vi sinh Tavida được điều chế 100% thành phần từ thiên nhiên, an toàn sử dụng cho mọi lứa tuổi, kể cả trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và cho con bú. Tuy nhiên, kết quả đạt được ở mỗi đối tượng có thể khác nhau bởi quá trình sử dụng còn phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố như cơ địa, cách dùng, tình trạng sức khỏe của da. Đối với các tình trạng viêm nang lông ở thể nhẹ, sản phẩm men vi sinh Tavida sẽ phát huy công dụng nhanh hơn so với các mức độ trung bình hoặc nặng và ngược lại. Do đó, ngoài việc sử dụng sản phẩm men vi sinh Tavida trị viêm nang lông đúng cách, đúng liều lượng, người dùng nên thay đổi chế độ chăm sóc da, chế độ ăn uống và lối sinh hoạt phù hợp. Những đối tượng phù hợp với sản phẩm men vi sinh Tavida. Sản phẩm men vi sinh Tavida thích hợp sử dụng cho các đối tượng sau: đối tượng bị viêm nang lông vùng da mặt, nách, vùng ngực hoặc sau lưng, người mới bị mụn trứng cá hoặc tái phát lại nhiều lần không khỏi, người bị nhiễm ký sinh trùng, nấm hoặc các bệnh ngoài da, trẻ em bị rôm sảy hay bị ham tả. Bên cạnh đó, không sử dụng men vi sinh Tavida cho các đối tượng bị viêm nang lông bị dị ứng hoặc mẫn cảm với một số thành phần có trong sản phẩm. Hướng dẫn sử dụng men vi sinh Tavida trị viêm nang lông đúng cách. Việc sử dụng sản phẩm đúng cách đóng vai trò khá quan trọng trong việc cải thiện bệnh tình. Sản phẩm men vi sinh Tavida cũng không phải ngoại lệ. Bạn có thể tham khảo các bước cơ bản sau.
vệ sinh sạch sẽ vùng da bị viêm nang lông bằng nước mát rồi dùng khăn bông khô lau ráo nước. Tốt hơn nếu vệ sinh da bằng nước muối ấm pha loãng. Lắc nhẹ chai trước khi sử dụng để lợi khuẩn tan đều. Nhấn mạnh vào chai 1-2 lần để lấy một lượng dung dịch vừa đủ. Hoa đều dung dịch lên vùng da bị tổn thương kết hợp với việc massage nhẹ nhàng để các tinh chất thấm đều vào trong lớp bì. Giữ yên cho dung dịch khô dần và không nhất thiết rửa lại với nước mát. Thực hiện mỗi ngày 2-3 lần. Men vi sinh Tavida được bán ở đâu? Giá bao nhiêu? Men vi sinh Tavida là một sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Tavida nghiên cứu và sản xuất. Sản phẩm đã được bày bán rộng rãi trên thị trường tại các hiệu thuốc hoặc các trang thương mại điện tử. Hiện nay, sản phẩm Tavida được bán với mức giá là 350.000 đồng một hộp ít chai 100ml. Giá có thể chênh lệch 10.000 đồng 20.000 đồng tùy vào từng đại lý phân phối hoặc cơ sở bán lẻ. Để tránh tình trạng mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng, bạn nên kiểm tra hình ảnh, màu sắc của sản phẩm, đặc biệt làm tem của nhà sản xuất ở cả bao bì và bên trong chai xịt. Một số lưu ý khi sử dụng men vi sinh Tavida chữa viêm nang lông. Để sản phẩm men vi sinh Tavida phát huy tối đa công dụng, trước và trong quá trình sử dụng, người dùng cần lưu ý đến những vấn đề sau. Kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng, bao bì, nhãn mác, công ty sản xuất, tem chống hàng giả. Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm đã quá hạn sử dụng hoặc dung dịch có dấu hiệu ngã đục. Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ phòng, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Nên cất sản phẩm ở vị trí an toàn, cách xa tầm tay của trẻ nhỏ và thú nuôi. Sản phẩm men vi sinh Tavida chỉ được chỉ định dùng ngoài da, tuyệt đối không được sử dụng sản phẩm để uống. Nếu không may nuốt phải, cần đưa nạn nhân về trạm y tế gần nhất để được chữa ruột. Không sử dụng đồng thời nhiều loại sản phẩm bôi ngoài trị viêm nang lông cùng lúc. Trong quá trình sử dụng nếu không may gặp phải các tác dụng phụ ngoài ý muốn, bạn nên tạm ngưng sử dụng và tìm gặp bác sĩ để được hỗ trợ. Bên cạnh đó, chế độ chăm sóc da, chế độ ăn uống và lối sinh hoạt hàng ngày khi bị viêm nang lông cùng được người bệnh đặc biệt lưu ý. Cụ thể như tăng cường bổ sung cho cơ thể các loại thực giàu hàm lượng vitamin, khoáng chất thiết yếu. Hạn chế sử dụng các loại thực phẩm cay, nóng, thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, các loại đồ uống có gas, chất kích thích, thuốc lá, rượu, bia. Tăng cường vận động có thể để nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cũng như giúp việc đào thải các tuyến bã nhờn được dễ dàng. Trong quá trình sử dụng sản phẩm Tavida, không nên sử dụng các loại xà phòng, sữa tắm có bọt, bởi các loại sản phẩm này có thể làm ảnh hưởng và làm chết các lợi khuẩn có trong sản phẩm. Nên sử dụng các bộ trang phục thoải mái, tránh mặc các bộ trang phục quá gò bó, ôm sát cơ thể. Trên đây là những thông tin về sản phẩm Tavida và một số lưu ý khi sử dụng. Để biết chính xác liều lượng cũng như các công dụng khác của sản phẩm, bạn có thể tham khảo trực tiếp ý kiến tham vấn của bác sĩ hoặc nhân viên bán hàng. Đồng thời, bạn nên tiến hành thăm khám để biết chính xác kết quả sử dụng sản phẩm sau một lộ trình. Nếu tình trạng viêm nang lông không có kết quả thay đổi, bạn nên có những phương án cải thiện khác để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể.